Xin kính chào quý vị khán giả. Bây giờ là thời lượng dành cho chương trình Pháp luật cho mọi người. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh thực hiện. Thưa quý vị, trong thời gian qua, vượt qua những khó khăn do dịch bệnh COVID-19, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh trực thuộc Sở Tư pháp đã có nhiều hoạt động trợ giúp pháp lý cho người dân, nhất là các đối tượng yếu thế như người khuyết tật, người nghèo, v.v. Thông qua các hoạt động này, có phần giúp người dân nắm bắt được các thông tin pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật và được bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình. Xác định người khuyết tật là đối tượng đặc thù, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, đi lại. Nên những năm qua, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh thường xuyên có nhiều hoạt động trợ giúp pháp lý cho họ ngay tại cơ sở hoặc hỗ trợ trực tiếp tại nhà. Anh Lâm Thái Hưng, người khuyết tật, ngụ xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, là một trường hợp như thế. Với tôi thì cũng được Trung tâm Trợ giúp Pháp lý về vấn đề mà ly hôn để giành quyền nuôi con á. Thì và cụ thể là hai vợ chồng ly hôn thì có cái vấn đề mà tranh chấp về nuôi con thì cũng được bên tòa án người ta cũng giới thiệu qua bên trung tâm, thì lên đấy thì cũng được mấy anh chị là tư vấn giúp đỡ rồi lên trên tòa đó hỗ trợ về vấn đề mà pháp lý. Bên trung tâm mình thì mấy anh chị rất giúp đỡ, rất là tình, em đã giành được quyền nuôi con. Thành phố Biên Hòa là địa bàn rộng, dân cư đông. Người khuyết tật có nhu cầu được trợ giúp pháp lý sống rải rác ở các xã phường khá xa so với trung tâm thành phố như Tam Phước, An Hòa. Số lượng người khuyết tật nhiều so với một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh. Do đó, nhu cầu cần được trợ giúp pháp lý cũng tăng cao hơn. Hội viên phần mùa thành phố Biên Hòa rất vui khi được sự quan tâm giúp đỡ của bên hỗ trợ pháp lý tỉnh. Khi hội viên gặp nhiều khó khăn như là nhập khẩu hay mặt giấy tờ gì đó, nhiều hội viên không có thể đi tới lui được và không biết đi làm được thì cũng nhờ hỗ trợ pháp lý đã quan tâm giúp đỡ, và rất là mấy anh chị đó rất là nhiệt tình, là nếu mà đi làm giúp đỡ cho hội viên thì nói chung là hoàn thành hết những cái công việc mà hội viên có yêu cầu như là nhập khẩu hay là những giấy tờ khác, thì hội viên cũng nhờ bên hỗ trợ pháp lý tỉnh nhiều. Để tạo điều kiện cho người khuyết tật được trợ giúp pháp lý, đội ngũ trợ giúp viên cũng vất vả hơn nhiều bởi khoảng thời gian vận chuyển, đi lại đến tận cơ sở, nơi người khuyết tật sinh sống, thực hiện nói chuyện chuyên đề pháp luật, tư vấn pháp luật. Song chính nhờ vậy, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh và chi nhánh tại các huyện dần trở thành địa chỉ tin cậy của người khuyết tật khi có vướng mắc pháp lý cần hỗ trợ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Không riêng khu vực thành phố Biên Hòa, từ đầu năm 2022 đến nay, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh đã thực hiện 3 đợt trợ giúp pháp lý tại trụ sở Hội Người Mù thành phố Long Khánh và các huyện Cẩm Mỹ, Xuân Lộc cho khoảng 145 người khuyết tật. Các vướng mắc của người khuyết tật chủ yếu về lĩnh vực việc làm, trình tự làm căn cước công dân, hôn nhân và gia đình, dân sự, các chính sách hỗ trợ khác. Thông qua các buổi trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý đã kịp thời thụ lý vụ việc nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người khuyết tật tại các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan ban ngành có trách nhiệm. Thưa quý vị, theo Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai, không riêng đối tượng người khuyết tật được quan tâm trợ giúp pháp lý, mà thời gian qua, công tác này được Trung tâm và các chi nhánh chú trọng thực hiện và đạt được một số kết quả nổi bật. Số lượng người dân được tiếp cận trợ giúp pháp lý ngày càng tăng. Theo thống kê của Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai, 5 tháng đầu năm 2022, Trung tâm đã thụ lý mới 173 vụ việc, trong đó tư vấn, hướng dẫn, giải đáp pháp luật 1 vụ việc, tham gia tố tụng 172 vụ việc. Các vụ việc tập trung hầu hết ở lĩnh vực pháp luật hình sự với 150 vụ việc, pháp luật dân sự, hôn nhân gia đình 20 vụ việc, pháp luật khác 1 vụ việc và pháp luật hành chính 2 vụ việc. Bên cạnh đó, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh đã thực hiện tiếp dân tại trụ sở trung tâm và chi nhánh, thực hiện trợ giúp pháp lý ngoài trụ sở, tiếp và tư vấn cho 318 người dân không thuộc đối tượng được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí, nhưng có nhu cầu giải đáp vướng mắc các vấn đề liên quan đến pháp luật hình sự, dân sự, đất đai và một số lĩnh vực khác. Không chỉ vậy, trong năm 2021, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh còn thực hiện tham gia tố tụng để bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong 25 vụ việc cho các đối tượng là người khuyết tật,
chủ yếu là khuyết tật vận động. Ngoài ra, qua các kênh thông tin đại chúng, trung tâm đã giới thiệu những địa chỉ trợ giúp pháp lý cụ thể, thuận lợi để người khuyết tật liên hệ khi có nhu cầu trợ giúp pháp lý. Thưa quý vị, không chỉ tăng về số lượng vụ việc được trợ giúp pháp lý, để nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý cho người dân, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh còn chú trọng bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, chú trọng kỹ năng tham gia tố tụng để công tác này đạt kết quả tốt nhất. Và để quý vị có thể hiểu rõ hơn về công tác này, biên tập viên chương trình Pháp luật cho mọi người đã có cuộc trao đổi với ông Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đồng Nai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tiên xin được cảm ơn ông Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đồng Nai đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa ông có thể chia sẻ là từ đầu năm 2022 đến nay thì công tác trợ giúp pháp lý cho người dân đã đạt được những cái kết quả khả quan như thế nào ạ? Từ đầu năm 2022 đến nay thì do cái tính chất đặc thù của xã hội của Đồng Nai của chúng ta thì nó mới trở lại sau cái đợt dịch bùng phát thứ tư. Trung tâm trợ giúp pháp lý chúng tôi thì nó cũng nằm trong cái vòng quay của cái dịch này thôi. Thì trong cái đợt dịch thì cũng gặp rất nhiều khó khăn trong cái công việc đi lại, tiếp xúc cũng như giúp đỡ cho những người dân thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Tuy nhiên sau khi trở lại dịch thì chúng tôi xác định đây là những cái mục tiêu chính, mục tiêu tính với trong những nhiệm vụ trọng tâm, đó là những hướng về người khuyết tật và những người đồng bào dân tộc thiểu số. Thì trong cái từ đầu năm đến giờ thì chúng tôi cũng đã cố gắng đã tổ chức được 3 cái đợt để tuyên truyền, để giải thích, để tư vấn, để giúp đỡ, để hỗ trợ cho những người khuyết tật ở Cẩm Mỹ, ở Xuân Lộc, ở Biên Hòa, những chương trình, những chính sách của người khuyết tật để cho hiểu họ nắm. Khi họ cần, họ có những cái địa chỉ để họ liên lạc với mình. Như những cái kết quả rất khả quan mà ông vừa chia sẻ, thì theo ông đâu là những cái yếu tố chính để trung tâm trợ giúp pháp lý của mình đạt được những cái kết quả như vậy? Yếu tố chính thì cũng một phần là do chúng tôi cũng quán triệt cái chức năng, cái nhiệm vụ của mình là đến với những người dân. Thực ra thì những cái vụ việc về kiện tụng tranh chấp thì nó cũng đã có âm ỉ và luôn luôn nó phát sinh trong đời sống. Nhưng không phải là do cái nhu cầu của thực tế, do những nhu cầu thực tiễn, những cái việc tranh chấp trước có thể là lúc dịch thì người ta không có kiện tụng, họ phải tranh chấp, họ phải dừng lại cả cái hệ thống tòa án tố tụng của Đồng Nai. Nhưng mà sau dịch thì cái việc tranh chấp nó lại xảy ra rất là nhiều. Nên do đó chúng tôi tăng cường hơn nữa cái mối quan hệ giữa các cơ quan tố tụng để hỗ trợ, kịp thời hỗ trợ cho người dân khi họ đến làm việc với cơ quan tố tụng. Cũng như khi họ có nhu cầu thì chúng tôi tiếp cận từ ở cơ quan tố tụng, tiếp cận từ những cái đội ngũ chuyên viên, trợ giúp viên ở các chi nhánh, ở các huyện để hỗ trợ cho người dân. Từ năm 2020 khi mà dịch Covid-19 bùng phát đến nay thì một trong những cái hình thức trợ giúp pháp lý cho người dân mà được trung tâm của mình triển khai thực hiện rất là nhiều, đó chính là mình đến trực tiếp tại cơ sở, tại nhà dân, nhất là những người khuyết tật còn nhiều khó khăn về cái việc mà di chuyển đi lại. Thì hẳn là để mà mình hoàn thành được cái nhiệm vụ này thì rất là khó khăn vất vả phải không ạ? Vậy thông qua chương trình này á, thì ông Tuấn có thể chia sẻ về những cái khó khăn mà chúng ta gặp phải, cũng như đâu là những cái động lực chính để cán bộ trung tâm của chúng ta vượt qua được và thực hiện tốt nhiệm vụ đã được giao ạ? Có những cái vụ việc, có những cái đối tượng, thật sự là có những cái đối tượng họ rất là khó khăn, họ rất nghèo. Đối tượng của chúng tôi là những đối tượng đặc thù, những đối tượng yếu thế, đó là những người khuyết tật này, những người nghèo này, họ không thể đi lại được. Mà có những vụ việc thì mình cần phải xác minh, nên chúng tôi cũng phải khi đến thì cũng phải xác minh. Khi cả nhận được sự nhận hỗ trợ cho họ thì chúng tôi cũng phải đến tận nhà, tận nơi để giải thích, để tuyên truyền, để giúp đỡ cho họ hiểu. Thì nhất là trong cái mùa mưa này nữa thì đến những cái vùng sâu vùng xa ở Định Quán, Tân Phú hay là ở Nhân Trạch, Long Thành thì nó cũng có nhiều khó khăn, nhưng mà cái chuyện đó cũng không là vấn đề. Đó là cái trách nhiệm của từng cá nhân, đối trách nhiệm của con người đối với xã hội, mà đó là những cái tâm của những cái người làm công tác như chúng tôi. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Lê Minh Tuấn đã nhận lời tham gia chương trình. Phần cuối chương trình Pháp luật cho mọi người kỳ này là một số tin tức đáng chú ý liên quan đến lĩnh vực pháp luật. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 25 tháng 5 vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giám định tư pháp năm 2022.
hội nghị đã nghe báo cáo viên của Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp triển khai một số chuyên đề có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp. Mục đích của hội nghị là tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản của Luật Giám định tư pháp, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp, đến đội ngũ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, giúp họ nắm bắt đầy đủ hệ thống các quy định của pháp luật về giám định tư pháp và pháp luật có liên quan đến tổ chức hoạt động giám định tư pháp. Qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của hoạt động tố tụng cũng như nhu cầu xã hội về giám định tư pháp. Theo Sở Tư pháp tỉnh, Sở đã xây dựng kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, đặc biệt là các kế hoạch như phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022, thực hiện mô hình cấp tỉnh, bố trí kinh phí, cấp huyện tổ chức thực hiện và cấp xã tiếp nhận kết quả phổ biến giáo dục pháp luật. Đồng thời tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo đài trong tỉnh, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phổ biến các quy định pháp luật mới, các quy định được nhiều người quan tâm. Thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến nhiều đối tượng hơn. Tiếp tục tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Tổ chức hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật, phát hành bản tin tư pháp, biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, cung cấp cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Đặc biệt, Sở sẽ tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kế hoạch tổ chức cuộc thi xây dựng video tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2022. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Pháp luật cho mọi người ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong số phát sóng kỳ sau.